Misa ơi. Misa ơi. Em làm gì tới trễ vậy? Tôi ra đúng giờ mà. Trễ 30 giây rồi. Vậy hả? Kem xin lỗi. À, mà mẹ Kem mới cho Kem 50 ngàn nè. Bây giờ Misa muốn ăn gì, Kem mua cho. Thôi, Misa không ăn đâu. Béo phì sao? Ủa, tại vì tôi thấy trời nắng nóng vậy nè. Tôi định mua kem cho Misa ăn á. Kem hả? Cũng được á, kem đi mua đi. Chị Misa muốn ăn kem gì? Kem gì cũng được hết trơn á. Chị Misa đợi kem nha. Ok. Đây, đây là kem dâu, đây là sô-cô-la. Misa muốn ăn kem nào? Vậy kem muốn ăn kem nào? Thì kem muốn ăn kem sô-cô-la. Vậy thôi, kem ăn hết luôn. Ủa, vậy thôi sô-cô-la của Misa nè. Tôi ăn kem dâu cho. Ngon Misa? Không có ngon gì hết trơn á. Ủa kỳ vậy, Misa nói là Misa thích ăn sô-cô-la mà. Misa nói thích ăn sô-cô-la nào? Misa thích ăn kem dâu chứ bộ. Vậy nào, của tôi nè Misa ăn ơi. Kem ăn gần hết rồi, kem đưa cho Misa. Chứ giờ sao? Đúng ra lúc mà kem mới mua vô là kem phải đưa cho Misa 2 cây luôn. Chừng nào Misa ăn gần hết rồi, Misa chán rồi thì Misa mới đưa cho kem chứ. Nè, 2 cây nè. Thôi, không ăn đâu, kem ăn gần hết rồi. Ê Misa, Misa ơi. Kem, kem. Dạ. Hả Biếu, ngồi xuống này. Trời người đất ơi, con trai gì đâu mà hiền vậy hả? Để cho con gái ăn hiếp. Nhưng mà cái gì? Trời đất ơi, mẹ cấm con nè, không có được chơi với nhỏ Misa đó nữa nha. Mà con thích chơi với Misa mà mẹ. Chơi với nó để nó ăn hiếp vậy hả? Con trai mà kỳ cục vậy. Con thấy ở nhà ba cũng bị mẹ ăn hiếp mà. Mà ba cũng là con trai mà. Thì con nít biết gì mà nói. Ba với mẹ tại vì thương nhau cho nên mới làm vậy, hiểu không? Dạ. Mà... Nhưng mà em mẹ cái gì? Cấm nha, không có chơi với Misa nữa nha. Misa ơi, Misa ơi. Ê! Trời ơi trời, sao mày giống y chang cha mộng thường à? Trời ơi, sáng giờ dọn có mấy cái bàn mấy cái ghế mà lâu lắm, thấy sợ luôn. Ê dạ. Mộng thường. Hả? Như em đau cái lưng với cái cổ á. Mất xa mà em coi. Được chưa? Bên đây nè, bên đây nè. Đau đây hả? Mạnh lên. Đúng rồi, mạnh mạnh lên chút. Được chưa? Ê, ổn thường. Gì? Kem về, con kem về. Kem về. Dạ, con thương ba mẹ con đi chơi mới về. Vô tắm rửa ăn cơm đi con. Dạ. Bà đấm mạnh lên coi. Dạ. Ủa sao hôm nay ba sướng quá vậy? Được mẹ massage luôn. Ghê thiệt. Bình thường mà con, có gì đâu. Vậy thôi con vô ăn tắm nha ba. Ba. Đã cái gì mà đã? Massage lại cho tôi coi. Đầy đúng không? Như là ba ơi ba. Con không muốn đi tắm đâu, con muốn chơi đồ chơi. Ừ thì con chơi xíu rồi tắm. Dạ. Bóp mạnh mạnh của bà. Quẹt quẹt khều khều hoài. Nó đi vô rồi kìa. Qua đây nhanh. Đây phải không? Đúng rồi đúng rồi. Như là ba ơi ba. Ba ơi ba. Con không muốn chơi nữa đâu. Con muốn đọc sách để bồi bổ kiến thức. Cuốn sách hôm bữa ba mới mua cho con ở đâu rồi ba? Ba để trên đầu giường á con. Dạ. Trời ơi, nó ra vô hoài mệt quá à. Nó ra kìa. Ra rồi mà ra. Xạo không. Lâu lâu công nhận. Con nó đi tắm rồi đó. Công nhận anh thấy em có năng khiếu về. Đấm bóp ghê á. Không ấy mai mốt em đấm bóp cho anh suốt đời luôn được không? Đấm con khỉ đấm. Ôi, đã quá, đã quá. Bye 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 bye. Ủa ba ơi. Hả? Nhà mình có ghế mà sao ba không ngồi, ba ngồi dưới đất vậy ba? Ngồi đây ba. Ngồi thấp cho mẹ dễ làm. Với ba thư giãn, với ba đang ngồi thiền định. Thì con ngồi ở đây con đọc sách nha ba mẹ. Hả? Dạ. Ngồi đi con. Ngồi đi con. Ba. Dạ.
đi vô trong pha cho ly cà phê. Ba, đi vô trong pha cho tôi ly cà phê, ít đường ít đá, nhiều sữa, nhớ chán ly bằng nước sôi, pha bằng cà phê đắt tiền nhất, nhanh lên. Dạ. Ba, ba cho con hỏi sao hôm nay ba oai quá vậy ba? Ba của mày từ xưa tới giờ lúc nào mà chẳng vậy. Ba nói cho con biết, mình là đàn ông, đại trượng phu, đầu đỡ trời, chân đạp đất, không được phép sợ bất cứ thứ gì, nhất là con gái, hiểu chưa? Dạ. Giỏi. Hello Kem. Nè Kem, hôm nay Misa có làm bánh cho Kem ăn nè, Kem ăn nha. Bánh gì vậy? Ừ, bánh quy á, ngon lắm á. Thôi không thích đâu. Sao vậy? Misa làm cho Kem mà, ăn thử miếng ngon lắm á, nha nha. Bộ định lấy lòng Kem hả? Lấy rồi nào, ăn thử miếng đi, ngon mà. Kem ăn thôi nha, chứ Kem không thích Misa đâu. Biết rồi, biết rồi. Cái gì? Làm gì vậy? Nói gì vậy? Nói nhỏ cho đừng có nghe. Trời ơi, khùng quá. Có chắc bài đó đừng đâu mấy năm. Nói mà nó lớn lên. Có chắc mà huấn luyện nó thành chân mềm không? Trời ơi, tiên xa này đã ra tay rồi, chắc chắn phải thành công. Im lặng đi. Nè, em ăn nhiều vô. Ăn bự lên nè. Nè, ăn đi. Nè. Từ. Ăn nhiều quá nghẹn họng rồi sao? Vậy để Misa đi lấy nước cho Kem nha. Thôi khỏi. Vậy để Misa mua Kem cho Kem ăn nha. Bộ muốn Kem mập hả? Đâu có. Vậy Kem muốn Misa làm gì? Bóp vai đi. Ok, ok. Hay quá. Đàn ông là phải như vậy chứ con. Ê Tiên Sa, 21 bà cũng phục vụ tôi y chang như Misa phục vụ con Kem nha. Phục vụ cái đầu ông. Giọt giọt. Tiên Sa ra tay là phải thành công thôi. Huấn luyện xuất sắc quá. Thấy chưa, thấy vợ của anh giỏi không? Bởi vậy, phải vậy chứ tao có sợ vợ được. Cái gì vậy? Được, được, sợ vợ được. Mà phải huấn luyện Kem nha. Về, về đi, về đi. Tao mới được phát hiện bây giờ. Kem đi rồi. Giờ sao? Đâu? Đúng rồi, đi thiệt rồi đó. Cảm ơn Misa nha. Mà nãy Misa đấm lưng đã lắm á. Đấm tiếp đi Misa. Đừng có hòng. Misa với Kem giao kèo với nhau rồi. Diễn kịch cho ba mẹ Kem xong phải trả tiền bánh quy chứ. Mà lỡ đấm lưng rồi. Đấm lưng tiếp đi Misa. Kem nha, không trả tiền là Misa mét ba mẹ Kem à. Nè. Tốt, đừng có hòng mà Misa phục vụ cho Kem. Ê Misa ơi, Misa.